Một sai lầm nghiêm trọng khi thanh toán nợ tín dụng tối thiểu. Chúng ta hay có một thói quen đó là đầu tháng quẹt thẻ tín dụng, chi tiêu mua sắm xong cuối tháng nhận lương trả hết khoản nợ. Đây là một trường hợp vô cùng lý tưởng. Tuy nhiên, trong một trường hợp khác, có bao giờ bạn nghĩ rằng nếu tháng đó không đủ tiền trả hết tín dụng thì hậu quả sẽ như thế nào chưa? Đừng lo, vì bộ phận tín dụng của các ngân hàng đã tính toán tất cả. Khi họ luôn có một phương án đề xuất dành cho người trả nợ chậm, đó chính là các khoản thanh toán tối thiểu. Từng thanh toán tối thiểu một khoản tiền thì các bạn sẽ không còn bị ngân hàng làm phiền, gọi nhắc đi nhắc lại về chuyện trả nợ nữa. Khoản này không đáng kể so với số tiền bạn nợ mà lại vô cùng phù hợp khi bạn đang thiếu tiền tín dụng. Lúc đó, khi thanh toán xong khoản tiền tối thiểu này, chúng ta sẽ có một cảm giác nhẹ nhàng như trút được một gánh nặng. Chính cảm giác này sẽ làm cho chúng ta lặp lại hành động nhiều lần. Nhưng sự thoải mái, cảm giác nhẹ nhàng này kéo dài sẽ mang đến một hậu quả vô cùng nguy hiểm. Bởi vì việc thanh toán tối thiểu này thật ra chẳng giúp ích gì được cho chúng ta cả, mà chỉ là mất thêm nhiều tiền hơn trong dài hạn. Nó có thể được hiểu là chúng ta chỉ cần phải trả trước một khoản tiền nhỏ mỗi tháng, nhưng vấn đề là lãi suất sẽ tính trên số tiền còn lại của khoản nợ. Việc tính lãi xảy ra khi bạn không thể trả hết số tiền đó trong vòng 45 ngày. Lãi suất trên thẻ tín dụng thường rất cao, dao động từ 15% đến 25% mỗi năm. Đối với một số ngân hàng, lãi suất có thể lên đến 48% một năm, mà thường được đắp bóng dưới một con số có vẻ nhỏ là 4% một tháng. Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy cùng đến với một ví dụ cụ thể về việc thanh toán tối thiểu mà ngân hàng hay đề xuất cho bạn. Giả sử tháng 4 này là sinh nhật bạn và bạn có một thẻ tín dụng như sau, thì sao kê từ ngày 1 đến ngày 30 hàng tháng, thanh toán nợ vào ngày 15, lãi suất là 4% một tháng, tương đương với mức lãi suất là 0,134% một ngày. Bạn đã cài thẻ tín dụng như sau: ngày 1 tháng 4 quẹt 5 triệu mua đôi giày, ngày 10 tháng 4 quẹt 10 triệu hốt cái điện thoại, ngày 25 tháng 4 quẹt thiếu 8 triệu ba bạn bè là một bữa hoành tráng. Ngày 30 tháng 4 chốt sao kê và sẽ có được hai trường hợp như sau. Trường hợp 1, nếu chúng ta thanh toán hết 23 triệu cùng lúc trước ngày thanh toán là 15 tháng 5 thì sẽ không trả thêm lãi, hết nợ. Trường hợp 2, nếu chỉ thanh toán số dư tối thiểu ví dụ là 2 triệu mà ngân hàng đề xuất thì vào ngày sao kê 30 tháng 5 tiền lãi phạt sẽ được tính như sau. Tính lãi trên lần rút 1, 5 triệu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4 là 9 ngày. Tính lãi trên lần rút 2, 15 triệu từ ngày 10 tháng 4 cho đến ngày 24 tháng 4 là 15 ngày. Tính lãi trên lần rút thứ 3, 23 triệu từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 là 20 ngày. Tính lãi khi trả nợ tối thiểu: 21 triệu từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 là 15 ngày. Vậy, tổng tiền lãi phải trả ở kỳ này được tính theo công thức sau. Và tổng là bằng 1.400.000. Và khi chỉ thanh toán số tiền tối thiểu là 2 triệu đồng thì có tới 1.400.000 là trả cho lãi, chỉ có 600 là được trừ vào nợ gốc. Đó là chưa trừ chi phí phát sinh khác như phạt quá hạn. Như vậy thanh toán khoản nợ chỉ mới giảm còn 22.400.000 mà thôi. Có thể thấy nếu tiếp tục chỉ thanh toán khoản tối thiểu mà ngân hàng đề xuất, khoản nợ sẽ được kéo dài ra và tiền lãi có thể sẽ còn gấp đôi thậm chí gấp 3 nợ gốc ban đầu. Việc này sẽ ảnh hưởng rất nặng nề đến tài chính của bạn trong một thời gian dài. Chính vì thế, hãy trả hết khoản nợ tín dụng vào mỗi tháng trước ngày thanh toán. Còn nếu không thể, hãy trả nhiều nhất có thể và nhanh chóng thanh toán toàn bộ.